Rồi, chào cả nhà nhá. Hôm nay thì mình được một người bạn rất là tuyệt vời tặng cho mình một món quà bé bé thôi. Một em Galaxy Note 8. Đấy, bây giờ sẽ quay lại một em Galaxy Note 8 các bạn nhá. Đang ở đình nồi đám em. Và mình sẽ quay lại cái cảnh mà bóc hộp chiếc điện thoại này. Ok, giờ mình sẽ bóc nhá. Sẽ bóc em nó, thực ra vừa nãy là bóc ở ngoài kia để kiểm tra máy rồi, nhưng về đây là quay để bóc lại. Giờ làm sao ta? Có bạn nào thích Note 8 giống mình không? Mình là một người mà rất là nghiện và cực kỳ nghiện Samsung. Mình sử dụng Samsung từ mấy năm nay rồi, không sử dụng một máy gì khác ngoài Samsung cả các bạn ạ. Từ Note 3 trở đi đấy, sau đó là cứ nâng cấp lên. Gần đây nhất đang quay bằng em S7X và giờ là bóc hộp em Note 8 mà còn ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy là đây là một chiếc điện thoại rất là đẹp. Nhìn cái hộp của nó thôi đã thấy phê rồi. Đấy. Đây bà con này, rất là đẹp. Mình không phải là người bóc hộp chuyên nghiệp, cho nên là chia sẻ với mọi người cái vẻ đẹp của nó thôi. Nhưng mà thông số kỹ thuật thì các bạn có thể tự tìm trên Google nhé. Đấy. Đây là cái màn hình chờ này, cực kỳ đẹp các bạn ạ. Bấm vào đây. Em Note 8. À, điện thoại, tí nữa sẽ nghiên cứu xong nhé. Xem nó có phụ kiện gì, bây giờ mới kiểm tra này. Note 8 có những phụ kiện gì đi kèm. Có một cái này gọi là cái que đúng không? Que để cắm sim. Đấy, để cắm sim bà con ạ. Một que cắm sim này. Đầu sạc đen nhá, đầu sạc nhanh, rất là đẹp. Đây là chân cắm cái gì đây ta? Chưa biết luôn, đây chân kết nối cái gì ạ? Với cả micro USB ạ. Còn đây là đầu. Đầu là kết nối với USB. Tiếp tục này, đấy, trong này nhiều thứ hay ho lắm. Và Note 8 thì có một cái rất là hay, đó là cái bút. Bút Head Pen. Đấy các bạn này. Tí nữa mình sẽ thử bút nhá. Đấy, nhưng mà cái phụ kiện này này. Cái này là cái phụ kiện mà giúp cho chúng ta có thể là thay được cái đầu của bút. Đây là những cái bút này các bạn này. Và đây là cái để gấp cái đầu bút này ra, thay vào. Nói chung là thấy phê bà con ạ. Thấy rất là phê. Đây là cái gì đây? Đây là tai nghe. Tai nghe, bóc luôn tai nghe đúng không? Rồi. Miếng dây của nó rất là chất lượng các bạn. Hàng lốt, hàng quá là tuyệt vời đi. Tại sao có những người bạn họ tặng mình được những cái điện thoại đẹp như này nhỉ? Rất là xịn. Dây rất là xịn bà con ạ. Còn đây là cái phần ốp cao su này bên ngoài của tai nghe. Rồi, bốn cái. Và đây là cáp sạc của chúng ta. Cáp sạc điện thoại của chúng ta. Sạc nhanh. Sạc chính hãng. Đấy. Hình như cái đầu này nó khác với cả cái đầu của S7X mà mình đang dùng. Hết phụ kiện rồi các bạn ơi. Và một điều tuyệt vời hơn nữa này, đó là khi mà mình mua con, mình được đưa đi mua cái con Note 8 này này, thì trong đó là có được tặng thêm một cái bao da các bạn ạ. Một cái bao da rất là tuyệt vời. Nó có cái tác dụng như thế này này các bạn. Đấy, chúng ta lắp vào nha. Nhìn ở đây không có cái gì cả. Đóng vào phát. Đấy. Lên giờ luôn, lên các thông báo luôn, lật ra điện thoại lại bình thường và đây lại không có gì. Ốp vậy thế luôn. Đấy, bao ra 1 triệu 1 triệu 3 hay là 1 triệu bao nhiêu cũng không nhớ đâu. Cộng với cả là kết hợp với một sạc nhanh, một sạc nhanh chính hãng của Samsung, giá có là 1 triệu 350. Bây giờ bóc cho bà con xem nhá. Bạn nào mà yêu quý Samsung như mình ấy, thì comment. Đấy, là tôi cũng yêu Samsung như bạn, để chúng ta anh em mình nhận nhau nhá các bạn nhá.
tín đồ của Samsung. Samsung là một dòng điện thoại mà cực kỳ thông minh các bạn ạ. Nhất là dòng Note. Dòng Note là dòng để phục vụ cho doanh nhân. Cho nên là chúng ta là doanh nhân, chúng ta phải dùng Galaxy Note các bạn nhé. Đúng là không phải dân bóc tem chuyên nghiệp rồi. Mãi không ra. Đây rồi. Em nó đây rồi. Đế sạc nhanh. Làm sao cái sạc này bây giờ? Đây là cái đế sạc nhanh mà con này. Chúng ta chỉ cần đặt cái điện thoại. Đây rồi, đây rồi. Chúng ta chỉ cần đặt cái điện thoại của chúng ta lên trên đây là nó sạc. Đợi một chút. Đây có mối đầu kết nối này. Rất là tuyệt vời. Đấy, mình sẽ thử nhá. Bật cái sạc này lên. Dựng nó lên đúng không? Dựng nó lên. 54%. Làm sao để sạc đây? Theo hướng dẫn là cứ thế cắm vào là dựng lên. Để điện thoại dựng đứng. Sạc chưa? Chưa thấy sạc. Thôi tí nữa mình sẽ nghiên cứu cái này sau. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhìn cái màn hình của nó này các bạn. Mở nha. Có một cái tác dụng bảo mật cực kỳ là an toàn các bạn ạ. Đó là bảo mật theo mống mắt. Ví dụ như là chúng ta khi mà màn hình nó đen thì chỉ nháy 1-2 cái vào đây đâu. Nháy đôi cái vào đây này. Vuốt một cái này. Nó hiện ra cái mống mắt của chúng ta ở đây. Ví dụ như mình sẽ đưa cái mặt mình vào. Đấy. Đưa cái mặt mình vào. Và mở khóa. Màn hình rất là lớn các bạn ạ. Với những người mà hay đọc tin tức rồi hay lướt Facebook, chúng ta có thể nhìn lướt Facebook nhé. Chúng ta sẽ đọc được một cái lượng tin nó dài hơn rất là nhiều so với những cái điện thoại màn hình nhỏ. Lướt Facebook sướng hơn các bạn ơi. Hình ảnh nhìn cũng khoái hơn. Đấy. Rồi là chúng ta có thể là với mình thì mình hay sử dụng tính năng là xem YouTube này. Xem YouTube. Đang ngoại tuyến. Rồi tí nữa bắt wifi xong. Mình không phải dân bóc kem chuyên nghiệp cho nên là chia sẻ với mọi người là đây là một món quà mà mới được nhận thôi. Đấy, bóc kem bóc ra cho vui để cho cả nhà chúng ta được trải nghiệm cái cảm giác bóc một cái điện thoại mới và rất là vui đúng không. Cảm ơn người bạn mà đã tặng mình cái món quà này rất là tuyệt vời và hy vọng sau này chúng ta có thể giúp đỡ nhau được nhiều hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bóc kem tiếp theo của Nam. Rồi, xin chào.